Xin chào các bạn, bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi tỏi hình một cốc bia xinh xắn như thế này. Mẫu này thì phần miệng túi mình sẽ làm ở phía dưới phần mái nè. Các bạn có thể để tỏi hoặc là một số phụ kiện vào bên trong ha, và khóa lại. Nếu mà mình không thích làm dạng túi tỏi có dây đeo, các bạn cũng có thể làm túi tỏi có một cái khóa như thế này để mình có thể làm dạng móc khóa cũng được ha. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu cotton 125g. Sợi len của mình là mác S và chữ đỏ. Độ dày sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình sử dụng kim 2 đầu. Đầu 3, 4 thì mình sẽ sử dụng đầu số 4, tương đương kim 2.5mm. Độ dày của đầu kim này khi so sánh với sợi len nó sẽ sắp xỉ bằng sợi len, giúp cho cái phần thân túi của mình nó được cứng cáp mũi móc hơn ha. Ngoài ra còn có kéo cắt len nè, kim khâu len, một ít gòn nhồi để nhồi vào trong thân túi cho phần thân túi của mình nó được đứng form. Và những bạn nào mà không thích làm mà dây đeo có thể chuẩn bị cho mình thêm một cái khuyên. Thì cái khuyên này mình sẽ sử dụng để làm dạng móc khóa ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên nè. Do cái phần túi của mình móc xoắn ốc cho nên các bạn có thể dùng cho mình kim đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên để ta có thể biết được đâu là điểm bắt đầu của vòng thứ hai ha. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Có được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai tháo cho mình kim đánh dấu ra. Chân mà mình đánh dấu này sẽ là chân bắt đầu của cái vòng móc thứ hai ha. Móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Các bạn dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên. Đây là điểm bắt đầu của vòng móc thứ ba ha. Tiếp tục còn 5 chân thì mỗi chân cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ 6 cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Ta hoàn tất được vòng móc thứ hai, tạo ra cho mình tổng cộng là 12 mũi móc đơn. 12 mũi này tạo ra 12 chân cho vòng móc thứ ba. Tiếp tục tháo kim đánh dấu ra. Đây sẽ là chân đầu tiên của vòng thứ ba. Vòng thứ ba móc cho mình chân đó một mũi móc đơn. Đánh dấu vào chân đó trước nè. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, chân thứ hai sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Như vậy là mình sẽ có cụm móc một móc đơn xen 2 móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha. Một móc đơn nè. Sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm móc thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba. Một móc đơn. 2 móc đơn cùng chân móc. Cụm thứ tư nè, một móc đơn. 2 móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục cụm móc thứ năm, một móc đơn. 2 móc đơn cùng chân móc. Và cụm thứ sáu cũng nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn. 2 móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba của mình có tổng cộng là 6 cụm này, tức mình sẽ tăng lên được 6 mũi móc, ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Tiếp tục đến vòng móc thứ tư, tháo kim đánh dấu ra. Vòng móc thứ tư sẽ dựa vào vòng móc bên trên nó. Vòng móc bên trên của mình có một mũi móc đơn lẻ, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ một chân này lên một mũi ha. Thì mình sẽ có 2 mũi mỗi chân nè. Mũi đầu tiên nè. Đánh dấu vào mũi đầu tiên để mình có thể phân biệt được nè. Tiếp tục mũi móc đơn vào chân thứ hai.
Có được 2 mũi móc đơn mỗi chân, nhiều hơn cái hàng phía dưới 1 mũi thì chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có cụm móc như thế này. 2 mũi móc đơn mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. 2 mũi móc đơn mỗi chân nè. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai ha, móc tương tự cho đến hết. Khi móc đến cụm thứ sáu cũng nằm ở 3 chân cuối cùng ha. 2 móc đơn mỗi chân, sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được 6 cụm móc như thế này cho vòng móc thứ tư. Ta tăng được 6 mũi ha. Tiếp tục đến vòng móc kế tiếp, các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra. Vòng móc kế tiếp thì cũng giống như cái vòng móc mà mình vừa móc, tức là ta sẽ dựa vào vòng bên dưới nó. Vòng bên dưới của mình có 2 mũi móc đơn mỗi chân, xen 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng kế tiếp tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên 1 mũi nữa, tức ta sẽ có 3 mũi mỗi chân, xen 2 mũi cùng chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân nè. Chân đầu tiên luôn luôn đánh dấu vào chân đầu tiên nhé. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Có được 3 mũi mỗi chân, nhiều hơn hàng phía dưới 1 mũi rồi, chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các hàng móc kế tiếp thì cũng tăng số mũi móc đơn lẻ này lên nè. 4 mũi, 5 mũi và xen kẽ sẽ là 2 mũi cùng chân móc, móc cho đến khi đạt được cái độ rộng. Phần vỏ ở phía ngoài mình móc lên cái cụm móc là 6 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân móc nè. Ta sẽ có được tổng cộng là 8 vòng ha. Thì đối với cái phần thân trong, các bạn cũng móc cho mình tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn so với cái vỏ phía ngoài một hàng móc. Tức là mình chỉ dừng lại ở 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân móc thôi. Sau đó tiếp tục mình sẽ móc lên cái phần thân trên ở cái mặt trong trước nha. Tháo kim đánh dấu ra nè. Khi đã đạt được cái vòng tròn đó rồi thì các bạn sẽ không tăng mũi nữa. Các vòng móc kế tiếp sẽ móc đều mỗi chân là 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đánh dấu vào chân đầu tiên. Sau đó móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Phần thân phía dưới á, cái phần mà mình tăng mũi phía dưới móc bao nhiêu hàng thì phần mà mình móc đều bên trên các bạn sẽ móc lên cho mình bấy nhiêu hàng móc nha. Sau khi đã có cho mình được 7 hàng móc đều không tăng mũi rồi, phần thân túi bên trong của mình nó đã có được một cái độ cao như thế này rồi ha. Thì đến hàng móc thứ 8 nè. Hàng móc thứ 8 nó sẽ khác biệt một chút, các bạn tháo kim đánh dấu ra. Để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc, một đường nằm bên ngoài và một đường nằm bên trong. Thì tất cả các cái mũi móc của cái vòng móc này mình sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên trong để móc nha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trong nè. Đánh dấu vào chân đầu tiên. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Khi đã móc đến cuối vòng thì phần thân túi của mình bên trong nó sẽ dư ra một cái đường móc nè. Đường này lát nữa mình sẽ nối với phần vỏ phía ngoài ha. Tiếp tục mình sẽ móc thêm một hàng móc đều và không tăng mũi nữa. Và hàng móc này các bạn sẽ móc luôn vào chân móc chứ ta không móc vào đường bên trong nữa nha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn và đều móc vào luôn chân móc nè. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng, để kết thúc được cái vòng này, tháo kim đánh dấu ra, bỏ qua cho mình chân đầu tiên, móc vào chân kế bên một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len lúc này đang nằm ở phía ngoài, ta đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời. Kéo sợi len vào trong. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, ta sẽ hoàn tất được phần thân trong như thế này.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân ngoài ha. Phần thân ngoài thì ban đầu mình có nói là mình sẽ dừng lại ở 6 mũi mỗi chân, xen 2 mũi cùng chân móc. Thì lúc này đến cái cụm cuối cùng, các bạn sẽ tháo cho mình một mũi móc ở cụm cuối cùng ra. Sau đó mình sẽ tháo kim đánh dấu, bỏ qua cái chân mà mình vừa đánh dấu đó, móc vào chân kế bên một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ chia để tạo cái phần mặt ở bên trên ha. Để ý ở cái chân mà mình vừa kết thúc nè, chân này là một mũi, ở phía sau của nó là chân của mũi dời. Chân của mũi dời đó nó sẽ tương ứng với cái chân mà mình bỏ qua đây ha. Từ cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời kết thúc, các bạn sẽ đếm qua cho mình hai cụm. Đây, thì cái cụm của nó sẽ là cụm này ha. Đến hai cái mũi cùng chân móc nè, cụm thứ nhất và cụm thứ hai. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân kế bên của cụm thứ hai. Ở cái chân móc này phía sau mũi dời thì cái chân mà mình bỏ qua đó nè, các bạn để ý cho mình cái mũi đó nha. Sau đó mình quay ngược đầu móc lại. Và mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình bỏ qua ở phía dưới đó, móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc kế bên, mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến khi mình gặp cái chân móc mà mình đánh dấu kế bên ha. Ta có thể dùng kim đánh dấu vào mũi móc đơn đầu tiên này. Sau đó móc tương tự cho mình chừa ra hai chân móc kế cuối nha. Khi móc đến cái chân móc cuối cùng đó rồi thì sát nó ở phía sau nó sẽ có thêm một chân móc. Các bạn tính cho mình hai cái chân móc này, mình sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi nha. Thì tháo kim đánh dấu ra nè. Cách chụm mũi như sau. Ta đâm kim vào chân kế cuối, sau đó kéo len. Tiếp tục giữ nguyên vị trí, đâm kim vào chân cuối cùng và kéo len, sau đó kéo qua hết ba chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới chụm lại thành được một chân ở bên trên ha. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này thì mình cũng bỏ một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Mũi ở đầu thì bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Sau đó đánh dấu vào cái chân đầu tiên này. Các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc cho mình chừa ra hai chân móc cuối cùng nha. Khi móc đến hai chân cuối cùng thì cũng chụm lại thành một mũi nè. Cách chụm tương tự, đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Chân kế cuối nè, kéo len và chân cuối cùng, kéo len sau đó kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là mình sẽ có được hai hàng móc giả mũi. Thì cái phần giả mũi này nó sẽ giúp cho cái phần mặt của mình nó có cái độ bo cong ha. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc phần thân thứ ba. Hàng thứ ba này các bạn sẽ móc đều và không cần phải giả mũi nữa. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đánh dấu vào chân đầu tiên nè. Tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối, sau đó thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Mỗi hàng móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ta không cần giả mũi nữa. Thì mình đã móc tổng cộng là 5 hàng móc, tính luôn hai hàng móc giả mũi ha. 5 hàng móc còn 2 hàng móc nữa bằng với cái kích thước của phần thân trong. Thì đến hàng móc thứ 6 á, các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình. Tăng mũi thì chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Các chân kế bên mỗi chân là một mũi móc đơn, móc cho đến chân móc cuối cùng ha. Khi móc được đến chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn để mình tăng mũi ở đây. Móc vào chân cuối cùng 2 mũi móc đơn. Ta hoàn tất được hàng thứ 6 nè, lên một xích và quay ngược đầu móc. Hàng thứ 7 thì cũng tăng mũi tương tự như hàng thứ 6, chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. Các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến cuối. Khi móc đến cuối thì chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là ta hoàn tất được 7 hàng móc cho cái phần thân hông ha. Lật cho mình cái mặt phải của cái phần thân ngoài ra nè.
sau đó đưa cho mình cái phần thân trong vào. Thì lúc này nó đã chạm được đến với cái hàng mà mình chừa ra một đường móc phía ngoài của phần thân trong rồi nè. Thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái phần thân trong mà mình có được ở hàng cuối cùng là bao nhiêu mũi. Thì đối với cái phần thân trong này của mình sẽ có tổng cộng là 42 mũi móc. 42 mũi rồi nè. Tiếp tục đếm cho mình tổng số mũi móc của hàng cuối cùng ở phần thân ngoài mà mình có được. Ở đây mình sẽ có 33 mũi móc. Thì 42 mũi của phần thân trong trừ cho 33 mũi của phần thân ngoài, ta còn thiếu 9 mũi nữa. Thì từ cái chân móc kết thúc này nè, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Sau đó đâm kim vào cái chân móc đối diện với nó. Móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc. Khi quay ngược đầu móc thì móc cho mình vào chính chân móc mà mình móc lên này nè, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi thứ nhất nè. Móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba. Tiếp tục móc đơn thứ tư vào chân thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám vào chân thứ tám. Và mũi móc đơn thứ 9 vào chân móc thứ 9. Khi có cho mình được 9 mũi móc đơn vào 9 chân móc xích này rồi, ta sẽ đưa cái phần thân trong vào trong cái phần thân ngoài này. Chọn cho mình một chân móc bất kỳ ha. Sau đó đâm kim vào chân móc kế bên của phần thân màu vàng và một cái đường móc phía ngoài của cái phần thân trong nè. Hai chân móc song song như thế này, móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim lần lượt vào các cái chân móc song song với nhau ha, liên tiếp và song song nè. Móc vào các cái mũi móc đơn tương ứng. Và mình sẽ móc tương tự cho đến cái chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta móc ở đây. Là cái phần xích này ha. Lưu ý ở hàng móc của phần thân trong nè, ta sẽ có một đường nằm bên trên và một đường nằm bên dưới. Thì các bạn cứ đâm kim cho mình vào chân móc tương ứng là được ha, vì nó không có ảnh hưởng gì mấy đâu. Móc tương tự cho đến hết. Khi móc đến hết, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích. Ta đã nối được hai phần thân lại với nhau. Đây là cái phần mặt ha, phần mặt thì lát nữa mình sẽ sử dụng mũi dời để cho cái phần mặt này nó có cái độ bo nhỏ lại. Còn phần thân ở phía ngoài màu vàng, các bạn tiếp tục lên cho mình thêm một hàng móc đều. Đây là phần miệng túi nè. Hàng móc đều thì cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn ha, cho cái phần thân màu vàng nó có cái độ cao lên. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Móc đến hết vòng thì tiếp tục kết thúc bằng mũi dời vào chân đầu tiên. Móc lên một xích, kéo vào cắt len. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần thân trên giúp cho cái phần thân túi của mình nó bít lại và tạo cái độ bọt ở bên trên ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau nè. Đâm kim vào chân phía sau của cái sợi len thừa, tức là cái chân của mũi dời kết thúc ha. Kéo sợi len và móc lên một mũi móc xích. Các bạn cũng đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong của cái hàng móc đầu tiên này. Mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trong ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Vòng móc kế tiếp thì mình sẽ giảm mũi. Các bạn sẽ lấy tổng số mũi móc mà mình có được ở cái vòng móc này chia cho 6. Thì chia cho 6 ở đây mình có 42 mũi, chia cho 6 được 7. Thì 7 mũi đó các bạn sẽ lấy cho mình 5 mũi đầu tiên. Móc cho mình 5 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường bên trong nhé. Bắt đầu từ đây mình cũng đều đâm kim vào đường bên trong hết. Mũi thứ hai nè. Tiếp tục móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Móc đơn thứ tư vào chân thứ tư và móc đơn thứ năm vào chân thứ năm. Có được 5 mũi mỗi chân rồi này, thì hai chân kế tiếp là chân thứ sáu và chân thứ bảy á, 7 mũi mà mình chia được á ha, thì chân thứ sáu và thứ bảy đó chụm mũi. Cách chụm tương tự nè,
Ta đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân trên kim ha. Chân thứ 6 nè. Tiếp tục chân thứ 7. Kéo qua ba chân trên kim thì mình sẽ có được một cụm móc như thế này. 5 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. 5 mũi mỗi chân nè. Mũi thứ 2. Mũi thứ 3. Mũi thứ 4. Và mũi thứ 5. Sau đó sẽ là hai chân chụm mũi. Ta có được cụm thứ 2 ha, móc tương tự cho đến hết vòng. Khi móc đến hết vòng thì cụm cuối cùng là cụm thứ 6 cũng nằm ở hai chân cuối cùng chụm mũi nè. Ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp thì nó khác với lại cái phần tăng mũi phía dưới. Phần tăng mũi phía dưới thì tăng số mũi móc đơn, còn lúc này mình giảm mũi nên các bạn sẽ giảm cho mình số mũi móc đơn mỗi chân ha. Ở đây mình có 5 mũi mỗi chân thì giảm cho mình 4 mũi mỗi chân. Đều đâm kim vào đường bên trong ha. Móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Được 4 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp chụm mũi nè. Ta sẽ có cụm móc như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Thay vì tăng số mũi móc đơn lẻ mỗi chân thì các bạn sẽ giảm cho mình số mũi móc đơn lẻ mỗi chân, xen hai chân chụm mũi ha. Móc cho đến khi mình có tổng cộng là 6 mũi chụm liên tiếp. Sau khi đã giảm mũi còn lại 6 mũi chụm liên tiếp của hàng cuối cùng thì kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi chụm đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích kéo và cắt len. Cắt một đoạn len vừa đủ dài. Dùng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Lúc này mình có 6 cái chân móc của 6 cái mũi chụm này thì các bạn sẽ đâm kim lần lượt cho mình vào 6 đường móc nằm bên trong của 6 cái chân này ha. Sau đó sẽ gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta sẽ hoàn tất được cái phần đỉnh nè. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Cắt sợi len thừa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái phần bọt bia ở bên trên. Các bạn đưa cho mình sợi len ra phía sau mũi móc. Mình sẽ bắt đầu đâm kim từ cái hàng móc màu vàng mà mình chừa ra. Đưa ra phía sau nè. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Vào đường màu vàng ha, nó có cái đường hở này nè. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau đó đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời, móc tiếp một mũi dời nữa. Thì ở đây các bạn chỉ cần để ý cho mình nè. Một chân móc mình chỉ cần móc một mũi dời. Lên 4 xích. 1 mũi dời vào cùng chân móc. Sau đó tiếp tục chân kế bên cũng tương tự nè. 1 mũi dời. 4 mũi móc xích. Và 1 mũi dời. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng. Và mình sẽ dùng mũi dời dời lên cái vòng móc kế tiếp, móc cho mình cho đến hết cái phần đỉnh này ha. Khi đã tạo được bọt bia cho đến hết phần đỉnh rồi, từ đây tạo cho mình một dây móc xích vừa đủ để mình có thể đeo vào người ha. Hoặc là những bạn nào không thích sợi dây thì các bạn giấu len cho mình ở đoạn này. Tạo được độ dài của đoạn xích thì móc một mũi dời vào cái chân mà mình bắt đầu móc luôn. Sau đó cắt len và giấu len ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần dây quai ha. Chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài, sau đó tạo một nút. Kéo sợi len dài nè. Từ đây móc lên 10 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 và 10. Được 10 mũi rồi thì móc lên một mũi móc xích. Chân thứ 10 móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu vào chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Thì cái chân cuối cùng này sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là 10 mũi móc xích mình sẽ móc lên được tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai cũng làm tương tự, móc cho mình vào chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. Chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn, các chân nằm chính giữa mỗi chân làm một mũi móc đơn ha. Móc cho mình được 3 hàng móc như vậy. Khi hoàn tất được 3 hàng móc tăng một mũi đầu và một mũi cuối rồi thì móc lên một xích, quay ngược đầu móc. Hàng móc thứ tư không cần phải tăng mũi, cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng, móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Đến hàng móc thứ năm nè, thì hàng móc thứ năm thay vì tăng mũi như là 3 hàng móc đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi. Thì chân đầu tiên mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình đã giảm đi được một mũi rồi nè. Các chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn, chừa cho mình 2 chân móc cuối cùng. Khi móc được đến 2 chân móc cuối cùng thì chụm cho mình 2 chân này lại thành một mũi ha. Ta cũng đâm kim lần lượt vào 2 chân móc liên tiếp. Chân kế cuối nè, kéo len và chân cuối cùng, kéo len, sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Như vậy là ta được một hàng móc giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Sau đó móc thêm cho mình 2 hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Ta sẽ có tổng cộng là 7 hàng móc mũi đơn cho phần dây quai. Sau khi móc được đến hàng móc thứ 7 rồi thì hàng này mình sẽ còn lại tổng cộng là 10 mũi móc đơn bằng với 10 mũi móc xích ta gây nên đầu tiên. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài nha. Như vậy là hai cái đầu len, một đầu len ban đầu và đầu len mà mình vừa móc ra nè, nó sẽ nằm ở cùng một đầu. Các bạn sẽ gập cho mình hai đầu len lại, sử dụng kim khâu xỏ cái đoạn len dài nhất á, đoạn len mà mình vừa tháo á. Các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cái chân mũi đơn và cái chân móc xích này lại. Thì cách khâu cũng đơn giản nè, ta sẽ đâm kim từ một bên qua một bên ha. Từ chân mũi móc đơn nè qua chân móc xích nè. Tiếp tục về lại vị trí cũ nè, đâm kim vào hai chân móc song song, kéo lên. Khi khâu được đến cuối thì nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho cái phần quai của mình nó cứng cáp. Một đầu này các bạn sẽ khâu cho mình vào trong thân và dây còn lại mình sẽ khâu cái đầu còn lại ha. Tạo cái phần dây quai cho ly nè. Đây, hai đầu dây sẽ khâu hai bên. Sau khi đã khâu được cái phần quai rồi, các bạn móc cho mình 3 cái búi tóc nhỏ. Thì mỗi búi tóc mình sẽ tạo một vòng tròn với 8 mũi móc đơn. Cách tạo tương tự giống như là mình móc cái phần đáy ở phía dưới nè. Chỉ khác là mình móc 8 mũi móc đơn thôi ha. Sau đó kết thúc vòng, cắt len và mình sẽ đính cái phần tóc này ở phía dưới của cái phần thân màu vàng để hở cái phần miệng túi ra nha. Sau đó mình sẽ trang trí mắt mũi cũng như là cái phần má hồng nè. Phần dây quai nếu các bạn không thích thì cũng có thể gắn cho mình thêm một cái khoen để mình làm dạng móc khóa cũng được ha. Khi sử dụng phần miệng túi của mình, các bạn banh nhỏ ra nè, mình nhồi một ít gòn vào bên trong cho phần thân túi của mình nó có độ phồng, giữ dáng cho phần thân túi, sau đó nhét phần tỏi hoặc là một số phụ kiện nhỏ vào bên trong và khóa lại. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size hoặc mình cũng có thể đổi màu tùy thích ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn thành công!